Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và những giây phút bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình bản tin hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Chính phủ đã dỡ bỏ các quy định kiểm soát đi lại liên tỉnh, nhưng nhiều nơi vẫn chưa chịu tháo gỡ. Vaccine COVID-19 cho trẻ em và những điều người dân cần biết sớm. Trên đây là toàn bộ phần điểm tin. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chính phủ đã dỡ bỏ các quy định kiểm soát đi lại liên tỉnh, nhưng nhiều nơi vẫn chưa chịu tháo gỡ. Nghị quyết 128 của Chính phủ đã quy định dỡ bỏ các quy định kiểm soát các cứ địa phương để người dân được đi lại tự do liên tỉnh. Nhưng trên thực tế, mấy ngày qua, việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến ngày 15 tháng 10, nhiều tỉnh thành trên toàn quốc vẫn duy trì hoạt động kiểm soát như thời điểm trước khi có nghị quyết 128. Một số tỉnh đã nới lỏng theo hướng bỏ giấy đi đường nhưng vẫn đòi phải có giấy xét nghiệm, phải cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người đến từ vùng xanh cấp 1, vùng vàng cấp 2. Ra khỏi tỉnh phải xin phép. Tại An Giang, quy định mới thích ứng với dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của tỉnh này vẫn yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải xin phép. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây không phải giấy phép con mà hoàn toàn phù hợp theo nghị quyết 128. Nếu công dân ra khỏi tỉnh không có giấy xác nhận của địa phương tại An Giang thì tỉnh khác làm sao biết công dân này đang ở khu vực đỏ, cam, vàng hay xanh. Trong ngày 15 tháng 10, thành phố Long Xuyên đã cấp giấy xác nhận cho gần 1.000 trường hợp ra khỏi tỉnh rồi. Đây không phải là giấy phép con, vì không có giấy xác nhận này mà người An Giang đi thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh, làm sao họ biết người đó đang ở vùng nào của An Giang được, ông Thư khẳng định. Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân đến An Giang với mục đích công tác, làm việc, học tập, đầu tư, kinh doanh phải xuất trình thư mời, kế hoạch công tác, chương trình làm việc tại tỉnh hoặc văn bản cho phép đến An Giang của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi đi. Ông T, ngụ tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp cho hay, ông có nhiều công trình đang thi công dang dở ở An Giang. Về việc này, ông Trần Anh Thư nói, An Giang làm sao biết ông đó ở Đồng Tháp thuộc vùng xanh, đỏ, cam hay vàng. Vì vậy, việc xác nhận này giúp cho địa phương nơi họ đến biết được nằm trong vùng nào thôi. Vào tỉnh phải được phép. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho hay, dịch bệnh tại tỉnh này đang diễn biến phức tạp nên cần xem xét toàn diện để đến cuối tuần sẽ ra giải pháp phù hợp nhất theo nghị quyết 128. Người dân ra vào tỉnh phải đảm bảo tiêm 2 mũi vaccine và có giấy xác nhận âm tính COVID-19. Không có giấy này, lỡ dọc đường bị chốt khác giữ lại, rất khó cho bà con. Còn xe liên tỉnh, chúng tôi dự kiến kết nối với 3 hướng: thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang. Tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết, hiện nay các quy định cũ vẫn thực hiện, dự kiến tuần sau mới triển khai theo tinh thần nghị quyết 128. Bạc Liêu cho phép người dân ra khỏi tỉnh không phải xin phép cơ quan chức năng, chỉ cần có cam kết lộ trình di chuyển để trình tại chốt. Nhưng người từ nơi khác đến phải được sự cho phép của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc người được Chủ tịch tỉnh phân công ủy quyền. Vẫn cách ly, xe vẫn phải quay đầu. Tại Hải Phòng, ngày 15 tháng 10, nhiều người dân đến từ Hà Nội phản ánh tại chốt kiểm soát lối ra đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dù tiêm đủ liều vaccine vẫn bị yêu cầu quay lại nếu không muốn thực hiện biện pháp cách ly tại nơi lưu trú. Bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 Hải Phòng cho biết, việc quy định xét nghiệm và cách ly đối với người dân đến từ một số vùng nguy cơ là phù hợp quy định Nghị quyết 128 rằng Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh. Người từ vùng xanh Hà Nội nếu tiêm đủ liều vaccine vào địa bàn sẽ không phải cách ly mà chỉ theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, người đến từ vùng vàng sẽ phải cách ly tại nhà 7 ngày nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Trong khi đó, đến ngày 15 tháng 10, các tỉnh Hải Dương, Thái Bình chưa có quy định mới nên những người đến từ nơi khác khi đi qua chốt kiểm soát cửa ngõ vẫn phải có giấy xét nghiệm COVID-19. Tại chốt kiểm soát Cầu Nghìn, tỉnh Thái Bình, một số người đến từ Hải Phòng không có giấy xét nghiệm nên bị yêu cầu quay đầu nếu không muốn phải cách ly. Bộ Y tế nên có quy định rõ về thời hạn để các tỉnh xác định rõ cấp độ dịch tại từng địa bàn thuộc địa phương của mình. Việc này phải hoàn thành sớm dựa trên các tiêu chí mà Bộ đã đưa ra,
Chứ hiện nay, người dân đang không biết đâu là vùng đỏ, vùng xanh. Chị Phạm Thị Thu Nhung, 26 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, bức xúc. Tài xế Phạm Minh Toàn, 35 tuổi, tỉnh Thái Bình, cho rằng nghị quyết của chính phủ là quân lệnh thì các địa phương phải nghiêm túc chấp hành. Nếu Trung ương và Bộ ngành đã có hướng dẫn cụ thể thì người dân chỉ cần theo hướng dẫn đó thực hiện. Các địa phương ban hành quy định khác thì người dân không có nghĩa vụ thực hiện và Trung ương phải chấn chỉnh ngay. Chứ chờ mỗi tỉnh ban hành một quy định, hướng dẫn riêng chỉ khiến người dân thêm hoa mắt, chóng mặt, anh Toàn bày tỏ. Vaccine COVID-19 cho trẻ em và những điều người dân cần biết sớm. Hiện nay, đã có nhiều nước sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 tuổi như Mỹ, Pháp, Italia, Đức, Tây Ban Nha, Israel. Trong khi đó, Cuba tiêm chủng vaccine Soberana cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Hiện, vaccine Pfizer được tiêm phổ biến cho trẻ từ 12 tuổi trở lên ở nhiều nước, theo báo Vietnamnet, kể từ tháng 3 năm 2020 khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Các bậc cha mẹ bắt đầu lo lắng về nguy cơ con cái của họ bị nhiễm bệnh. Hiện nay, đã có nhiều nước sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 tuổi như Mỹ, Pháp, Italia, Đức, Tây Ban Nha, Israel. Trong khi đó, Cuba tiêm chủng vaccine Soberana cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc cũng được sử dụng để tiêm cho trẻ ở nhiều lứa tuổi tùy theo quy định của từng nước. Trung Quốc, UAE phê duyệt vaccine Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi. Ở Chile, trẻ em từ 6 tuổi trở lên có thể tiêm Sinovac. Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ nên sẽ có những phản ứng khác nhau đối với bệnh tật, thuốc men và tiêm chủng. Vì vậy, nỗi lo của các phụ huynh là điều bình thường. Theo báo này, trên thực tế, nhiều trẻ em không có triệu chứng, không trở nặng khi nhiễm COVID-19 như người lớn. Tuy nhiên, trẻ vẫn có thể nhiễm bệnh. Tính đến tháng 10 ở Mỹ, đã có hơn 6 triệu trẻ em nhiễm COVID-19. Trẻ em trong độ tuổi đi học dưới 17 tuổi có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh mỗi ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, chỉ 1-2% số trẻ em nhiễm COVID-19 phải nhập viện. Tuy nhiên, 30% số bệnh nhi này cần được chăm sóc tích cực. Bệnh nhi chỉ chiếm 1% tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ. Trẻ dưới 1 tuổi, trẻ mắc các bệnh nền như tiểu đường, bạch hồng cầu, hình liềm hoặc các tình trạng suy giảm miễn dịch cũng sẽ dễ trở nặng hơn khi nhiễm COVID-19. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ dưới 18 tuổi chưa tiêm phòng phải nhập viện cao gấp 10 lần so với trẻ đã được tiêm đầy đủ. Liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, như báo điện tử Dân Sinh đưa tin, Bộ Y tế cũng vừa có văn bản về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, việc triển khai tiêm sẽ thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi, và theo tiến độ cung ứng vaccine cũng như tình hình dịch bệnh tại địa phương. Loại vaccine sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản cho đối tượng và tiêm cùng loại vaccine. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10 này nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, ra soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách. Tổ chức tiêm theo hình thức, chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học, đối với các địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên yêu thích, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!